Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV gầm cao 5 chỗ ngồi quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda CRV. Chiếc xe này Honda CRV này ở cái phiên bản 2.4 TG, phiên bản cao cấp nhất, phiên bản đầy đủ nhất của Honda CRV quý vị và bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 8 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn, và cái phiên bản 2.4 TG là phiên bản đầy đủ đồ nhất, cao cấp nhất rồi. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, đè nổ start top này, cửa sổ nóc này. Đấy, và chiếc xe này cũng đã được trang bị thêm rất là nhiều option, từ là màn hình Android, camera lùi, các thứ đầy đủ hết đồ các bạn nhé, không còn thiếu cái gì nữa các bạn ạ. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 645 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CRV TG 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CRV này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CRV phiên bản 2.4 TG sản xuất năm 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CRV sản xuất năm 2017 bản 2.4 TG màu trắng này của bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ, phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Phần thân vỏ này, phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhé. Sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều luôn các bạn này. Đấy, và nhìn về phần đầu, phần ba đời sốc trước đây thì bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn led ban ngày này, đèn gầm này. Đấy, và có cả cảm biến trước luôn các bạn nhé. Có cả cảm biến trước luôn rồi. Và chiếc xe này thì phần đầu chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả còn rất là mới này. Từ cụm đèn pha cũng chưa có bị xước sát gì các bạn nhé. Đấy, đèn pha này, đèn led này, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt này, chữ logo này, đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh để mở cửa này, bấm tay mở cửa này,
Đấy, và nhìn về đằng sau thì các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị là đèn phanh trên cao, đuôi gió này. Đấy, và cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, từ chữ này, logo này, đều rất là đẹp luôn này. Cụm đèn hậu chưa có bị va chạm gì cả này. Và xe cũng đã được trang bị cảm biến sau, màn hình Android là chủ xe lắp thêm này, camera lùi này. Đấy, cảm biến lùi đầy đủ rồi các bạn nhé. Không còn thiếu bất kỳ một cái gì nữa ở phiên bản TG này các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và dàn lốp còn rất là dày luôn các bạn này. Dàn lốp còn rất là mới, rất là dày luôn các bạn nhé. Đấy, dàn lốp này, dàn lốp Bridgestone còn rất dày luôn. Đấy, nhìn về bên ngoài thì các bạn xem một chiếc xe rất là đẹp, rất là mới như này đây. Mua về thì cũng không có phải thêm gì đâu, cứ việc sử dụng thôi, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, dàn lốp còn rất dày, rất đẹp luôn bạn nhá. Một chiếc xe rất đẹp. Đấy, phiên bản CUV gầm cao, 5 chỗ ngồi quý vị và các bạn nhá. Và đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy cho chiếc xe CRV phiên bản 2.4 TG này. Chỉ 8,4 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, nếu như chạy trong đô thị 11,8 lít, nhưng nếu ngoài đô thị chỉ 6,5 lít thôi các bạn ạ. Cũng không đáng gì mà lo ngại về cái mức tiêu thụ nhiên liệu bạn nhá. Đấy. Và những chiếc xe gầm cao thì tôi có thể quay được cái phần gầm, tôi sẽ quay cái phần gầm cho quý vị bạn xem đó. Đấy, đây là phần gầm này, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe này thì chủ xe chạy cũng tương đối là ít và lại giữ gìn, cho nên là đều rất đẹp luôn này. Ống bô còn rất mới luôn bạn nhé. Đấy, những cái phần gầm này đều rất đẹp luôn bạn này, tất cả đều rất là mới luôn bạn nhé. Một chiếc xe có thể nói là đẹp và đều của xe này. Đấy, những cái phần gầm này. Đấy, tôi quay thật chi tiết để cho quý vị và các bạn ở xa để xem này, những cái phần giảm xóc này đều rất là mới luôn bạn nhá. Những phần gầm này thật là tuyệt vời. Một chiếc xe 2017, tính ra là cũng đã là 7 năm sử dụng rồi mà còn rất là mới, rất là đẹp như này đây. Những cụm giảm xóc này. Đấy, cụm giảm xóc tất cả là còn đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe. Đấy, tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Toàn bộ những cái phần keo chỉ này còn nguyên zin hết này, tất cả nguyên zin, từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, phiên bản này là phiên bản TG rồi bạn này, đầy đủ hết option này. Vô lăng bọc da này, phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động nữa các bạn này. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây. Chiếc xe mới lăn bánh có 8.6 km thôi bạn nhá. Đấy, hơn 8.000. Những chiếc xe ở phân khúc này thì gần như là chủ xe đều chạy ít các bạn nhá. Đấy, và nội thất ghế da này đã có cả ghế điện rồi các bạn nhá. Đấy, tất cả đều rất đẹp này. Trải sàn, lót sàn dưới là có trải sàn da này, bên trên là lót sàn 5D các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Và đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 đây các bạn nhé. Đấy, tôi quay sát lại cho các bạn xem này. Sản xuất và lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam, và sản xuất năm 2017. Đấy, rất đẹp luôn. Cửa sổ nóc này. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận luôn, ốp cả bậc cửa bằng inox rồi này, chống xước này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Cũng giống như cánh cửa trước thôi, keo chỉ nó cũng còn nguyên này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Và toàn bộ từ táp bi cho đến hàng ghế ngồi phía sau đều rất là mới đây các bạn xem này. Đấy, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp nha. Từ ốp bậc cửa rồi này cho đến lót sàn 5D này. Và ở phiên bản Honda CRV thì đều được trang bị là cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau các bạn nhé. Đấy, Honda cũng đã để ý đến những cái hàng ghế ngồi phía sau cho hành khách của mình. Đấy, cho nên là các bạn xem đây ạ, hàng ghế ngồi phía sau rồi. Và đằng sau của những chiếc xe CRV 5 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bạn nhé. Đây, tôi ngồi đây có thể nói là rất là thoải mái luôn này. Đấy, và nhìn về đằng trước các bạn thấy đây ạ, một cái màn hình Android to đùng mà chủ xe đã trang bị cho chiếc xe này. Phiên bản này là phiên bản
cái màn hình này là màn hình lắp thêm bạn nhá, chứ nguyên bản là nó có màn hình nhưng không phải là màn hình Android. Đấy, vô lăng rất đẹp luôn. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến táp lô. Đấy. Đều rất là đẹp, rất là mới các bạn nhá. Vô lăng này, cần số này, đều rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, và màn hình. Màn hình Android giải trí thông tin là đa phương tiện này. Đấy, đồng hồ km hơn 8 vạn km các bạn nhé.